Hello, xin chào các bạn. Mình là Cherry đây. Chào mừng các bạn quay trở lại channel YouTube của mình nhé. Ok, hôm nay sẽ không phải là video về game nữa. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại một cái chuyên mục reaction nhé mọi người. Cũng khá lâu rồi mình cũng không mong là reaction một video nào cả, bởi vì trên YouTube thì họ chả có video nào hay để mình có thể reaction một cách đàng hoàng mà suôn sẻ cả, cho nên bữa nay mình đã quyết định quay trở lại để reaction cho bạn xem ở đây. Vậy đó mọi người. Ok, thì trước khi xem á thì mọi người cho mình cái like, share, subscribe bên YouTube và cho mình cái follow bên YouTube, Facebook nha. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ reaction một video, một bộ phim ngắn của chị VV có tên là Lớp Học Bất Ổn nha. Nhưng mà không, lộn, lớp trưởng bất ổn, mình nói lời lộn á mọi người. Cho nên các bạn hãy thông cảm, lớp trưởng bất ổn nha. Phim này mình cũng trôi qua cũng hai hai 300 lần trên kênh chị VV rồi, cho nên mình bây giờ bắt đầu mình có dịp để reaction đây. Hy vọng chị VV có thể cho phép mình reaction cái bộ phim này một cách đàng hoàng, không bị bản quyền, không bị đánh đánh gậy gì á mọi người. Ok, hy vọng chị có thể cho em reaction video này một cách chỉnh chu đàng hoàng hơn nha. Và em cũng luôn ủng hộ chị để ra tiếp tập 2 của Lớp Trưởng Bất Ổn. Vậy nha chị. Ok, đừng chờ ai nữa, vô phim nào. Rồi. Thì đây. Ồ, tòa nhà Bitexco, mình cao chắc chắn là Sài Gòn, nơi mình ở luôn á. Cá là vậy. Đây là Sài Gòn cá chắc luôn. Quá chuẩn chị. Ủa, em này bị sao vậy? Sao bị cầm lon nước một chạy một cách hoảng hốt vậy trời? Không lẽ em này đang bị bắt nạt hay sao mà tự nhiên chắc chắn là mình bắt nạt hay sao vậy trời? Mình khá chắc chắn là đây là bị bắt nạt vậy đó mọi người, bắt nạt 100% luôn. Có cửa cầm lon nước không? Mọi thường người ta mua nước xong phải khui ra uống ngay lập tức, mà tự nhiên em này tự nhiên mua nước xong tự nhiên chạy chạy đi ngay à, lạ thường thiệt. Chắc chắn thì mình không dám spoil đâu nha mọi người. Nếu mà muốn xem tiếp thì cứ việc xem đi. Vậy đó nha. Sao vậy? Ô, em nào thế kia? Em nào thế kia? Chắc chắn là gái đẹp 100% rồi. Gái đẹp ơi, gái đẹp đâu rồi? Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Em, mình khá chắc chắn đây là chị VV đó mọi người. Khá chắc chắn là vậy. Vậy đó, vậy đó. Khá chắc chắn là đây là chị VV. Ơi, móng tay bà đẹp quá à. Cái gì đây? bà làm đâu ạ à? Bà chỉ Sao thằng con trai này tự nhiên chạy tóc con gái vậy? Thằng này chuyển giới à? Ôi giời ơi, chuyển giới chắc con mẹ nó rồi. Chuyển giới con mẹ nó rồi. Rồi em này, em mập mập này là ai vậy? Sao lại tự sao mà ra dáng đại ca quá? Chắc chắn đây em này chắc chắn là dáng đại ca rồi mọi người. Chắc chắn là vậy. Mình cá là vậy. Vậy đó. Để tôi đi, làm ở spa đắt tiền lắm đó. Ồ, chắc em này giàu ghê. Khoe khoang cho cố. Spa đắt tiền nữa chứ.
Nước của bà này. Mua có lon nước à, mà chậm chạp lề mà. Ủa rồi ly đá đâu? Thịt mẹ, còn ly đá làm chi đéo biết. Uống nước rồi còn lạnh như vậy, còn lạnh như vậy mà tự nhiên không uống được. Ông tu mẹ uống luôn đi, tự nhiên cậu mua ly đá làm chi đéo biết nữa mọi người. Mà thường tôi có thói quen là mua lon nước là tôi uống rồi uống thẳng luôn, uống chứ đéo cần ly đá. Đó mọi người. Canteen hết bán rồi nên là... Canteen hết bán? Mày không biết ra ngoài đường mà mua... Mua hả? Vậy? Sao lại ép người ta ra đường mua? Bộ muốn... Bộ tính bắt người ta bị la thay à? Bị mắng thay à? Bị cục giấy sợ ra dáng đại ca kiểu đó là cái con cửa thua rồi. Tự nhiên lại bắt người ta làm mấy chuyện... Mấy cái chuyện không đâu vào đâu, thiếu suy nghĩ. Bị cục giấy sợ. Đáng ra chính quyền địa phương hoặc là một liên đấy là chính quyền địa phương hoặc là chính phủ rồi đó thành lập một cái tổ chức nào cho học sinh thành hoặc là có tổ chức nào để chống bạo lực học đường để răn đe không bắt nạt không gây rối trật tự công cộng không gây ra bạo lực học đường trong trường kể cả ngoài trường cũng vậy nữa. Ngoài trường chắc chắn sẽ từng cái chắc chắn đấy. Chính phủ mà thành lập tổ chức chống bạo lực học đường như vậy á thì chắc chắn khả năng cao sẽ kêu người dân quay gắn camera ngoài khuôn viên trường để có thể theo dõi mọi hành động của học sinh. Khá chắc chắn là vậy. Đây là suy nghĩ giả tưởng của mình thôi. Nếu là có thật thì chắc chắn nhiều học sinh sẽ bị đuổi học nhiều. Vậy đó mọi người. Đây mình cũng thành lập câu lạc bộ chống bạo lực đường cũng rất là nhiều đó mọi người. Thật ra cái này là có thật nha, mình nói là có thật hết. Cái hồi nãy chính phủ, mình nói chính phủ là mình nói giả tưởng thôi. Chứ thật ra mình thành lập trong trường rồi chứ không có liên kết tới chính phủ gì cả. Trước đây mình thành lập tổ chức chống bạo lực học đường bởi vì mình còn ngăn cản mấy học sinh không cho họ gây ra đánh nhau trong trường hoặc là bắt nạt trong trường cả. Kể cả ngoài trường cũng vậy nữa. Cho nên các bạn đừng có tập theo mà đánh nhau trong trường nha. Làm vậy là xấu lắm. Có khi trường sẽ gắn camera quan sát mọi hành động của học sinh một phát là khả năng cao học sinh đó sẽ bị đuổi học hoàn toàn. Vậy đó mọi người, nếu muốn trả thù chứ cửa ở tù thôi nha. Nói thiệt, mình nói thiệt chứ không có nói chơi cho bạn nghe đâu. Mình không có nói chơi, nói thiệt á. Đã không xinh đẹp rồi mà còn đần độn nữa. Không xinh đẹp nhưng mà người ta dễ thương chứ sao nữa. Ta làm gì mà đần độn, người ta thông minh. Ta thông minh thế mà. Trời nóng như vậy, mày không mua ly đá là muốn để tao chết thét hả? Nghe rồi thì đi đi. Sao còn đứng nói kia nữa? Nhưng mà sắp tới giờ vô học rồi. Cái đó là chuyện của mày, không phải là chuyện của tụi tao. Bây giờ sao? Bây giờ mày muốn đi mua nước hay là... Nè, chỉ có cửa vô tù thôi mọi người. Mày nói thiệt. Đánh lộn, đánh lạo, bắt nạt người khác. Lớn lên, cái tính nết mà không thay đổi thì chắc chắn khả năng tao mình các bạn sẽ bị đứng trước tòa. Hoặc là sẽ bị ở tù. Sớm. Cửa đó thôi. Nói là thiệt. Nếu các bạn hoặc không thay đổi cái tính nết gây ra đánh nhau như vậy, chắc chắn là mình nói thiệt hết đó. Các bạn cố gắng theo dõi đi. Bạn muốn nên nghe theo lời mình. Không được bắt nạt các bạn. Không được đánh nhau trong trường. Làm vậy là ảnh hưởng tới tương lai các bạn. Vậy đó mọi người. Kể cả khiến cho gia đình phải hối hận nữa. Đó mọi người, ok. Rồi tiếp nào. Tao muốn ăn đâu? Được rồi, tôi đi. Ê, mày nhìn trời nó đi ơi. Kìa, y chang con lật đật luôn á. Không y con Nana nhà tao vậy đó. Ủa con Nana nhà mày là con là gì? Con dịch đẹp đó má, thú cưng nhà tao. Đẹp là con gì? Lần đầu tiên mình nghe đó con dịch đẹp luôn á. Dịch đẹp mình không biết chắc là con dịch đẹp là con gì. Hay đó.
Lại đây. Bạn bè mà đối xử với nhau như nô lệ, vậy là không được đâu mấy friend. À, mình biết ngay đây chị vơ vơ mà. Ôi giời ơi. Chị vẫn dễ thương và xinh đẹp như ngày nào. Hy vọng có anh Thật Đức trong đây. Chắc chắn mình mà cá anh Thật Đức mà vô đây một phát là phim này thành phim hài luôn á, nói thiệt. Phim hài 100%. Coi như anh Thật Đức biến thành Trấn Thành thứ hai luôn rồi đó. Mày là con nào? Có biết tao là ai không? Con nào con nấy, mặc kệ, ai quan tâm. Nhìn mày là biết thể loại nào rồi. Khỏi cần giới thiệu. Hả? Nếu như mày đã biết tao là ai thì nên né xa ra một chút, đừng có mà bày đặt xíu mũi vô chuyện người khác. À, hay là mày cũng muốn như nó, làm chân sai vật cho chị đây. Làm nô lệ là không được đâu nha. Nói thiệt. Rồi có bỏ. Cái vậy? Bác khỉ, bác khỉ. Chị về về có bác khỉ mọi người. Quái dữ luôn. Bác khỉ đúng đỉnh rồi còn gì. Mày vô lớp kìa. Coi như là mày hên lần này. Về chỗ tụi bay. Đúng là may mắn cho chị về về thiệt đó mọi người. Các em ngồi xuống đi. Ê Tuấn, gì? Nghe mấy anh chị có trên nói. À, hình như đây anh Gino và anh Tuấn Lầy nè. Mình khá chắc chắn sẽ có anh Đức. Chắc chắn video này, chắc chắn cái phim ngắn này sẽ thành phim hài. Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là vậy luôn rồi mọi người, mình nói thiệt luôn á. Anh Tuấn Lầy giữ mặt lầy như ngày nào luôn. Mà cô này bá dữ lắm á. Gì ghê vậy bà? Tôi cũng nghe nói lớp này quậy dữ lắm. Tôi không có quậy thiệt thưa cô. Dữ thôi đâu, tôi còn thính tai nữa. Thính ghê, thính quá thính luôn á mọi người. Cho nên mấy cô cậu có nói xấu gì tôi á là tôi nghe được hết đó. Nếu ghê vậy hết, nghe được hết luôn. Chắc chắn tầm xa cũng nghe được, tên núi tên núi cao cũng nghe được. Cô là Thư, từ hôm nay cô sẽ là chủ. Cô giá nhìn mặt nghe tên dễ thương ghê lắm mọi người, tên Thư nghe hay quá, đúng chuẩn hay luôn mà giờ nghe cũng tên cũng dễ thương nữa. Chị mới của lớp học trong năm nay bà dữ luôn. À, còn chuyện này nữa, do bạn Vi là bạn mới chuyển đến lớp của chúng ta, cho nên để tạo điều kiện cho bạn Vi thích nghi với môi trường mới thì cô sẽ tạm thời bầu bạn Vi làm lớp trưởng. Sau một tháng giữ luôn thì cô sướng quá chị Vi, sướng quá được làm lớp trưởng luôn ta. Qua dữ luôn. Mình dạ thưa cô, em có một thắc mắc là trong lớp mình có được đem đồ ăn hay là nước uống không cô? Tất nhiên là không rồi. Chuyện này hoàn toàn đương nhiên thôi. Vô trường lớp ăn trong lớp học, bắt đầu vô học là làm sao mà ăn mà uống gì được nữa. Là vậy, chuyện là vậy đó. Có cửa ăn lén ăn giặt thôi. Vậy mà nãy giờ em thấy bạn Minh uống nước nhiều lắm cô. Minh dạ, chuyện là ghê. Em cầm cái lon lên đây rồi đi lên. Biết nghe bị phát hiện mà. Chị VV có là có giác quan nhạy thiệt luôn á mọi người. Đúng chuẩn nhạy nữa, y như Spider-Man. Bạn, đứng cho con hết cái tiết học này. Dạ. Khổ thanh niên chưa? Khổ chưa? Ai kêu bắt nạt làm chi? Ai kêu bắt nạt cái quái gì? Ghen tiện ta làm lớp trưởng hả? Làm chùm trường, làm chùm lớp hả? Có đường chết thôi con ơi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. À đúng rồi, gậy ông đập lưng ông là tuyệt chiêu của chị VV từ
lớp bất lớp học bất ổn từ phần trước đó mọi người. Các bạn biết thì các bạn có thể coi lại phần trước đi. Để mà rồi. Thông minh hơn người. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết học đầu tiên. Các em lấy tập ra đi. Rocky, đồ chùi bản, cái bông chùi bản đang bị rớt nữa chứ, sao không lụm lại đi? Bất cẩn vậy. Ê, con nhỏ này nó cũng thú vị đó. Tao thấy nó mới chuyển vô. Oh, thú vị ghê. Lớp mà nó ra dẻ quá. Mà người ta thông minh hơn. Để tao coi, nó ra dẻ được bao lâu. Nhiều. Bầu là lớp chỗ là cũng tốt rồi. Nhỏ này mà làm bất chửi mọi người, mình khá chắc chắn khả năng cao nó gây ra nhiều tội lớn trong trường. Mình khá chắc chắn là vậy. Trả thù đi con. Ở tù á, trả thù đi ở tù đó. Chán trộn. Giờ này giờ đi, giờ học mà sao nhiên lại ăn bánh tráng trộn. Rồi xong, bị giật. À đây giờ ra chơi. Giật, đang ăn ngon lành tự nhiên bị giật. Khổ vãi đái, chưa đụng miếng nào luôn. Khổ giờ, nhỏ này vãi đái. Thời gian đại cái ca. Cái nhỏ nó thiệt là đáng ghét mà. Thời gian đại ca gì mà chăn khổ vãi. Tôi bị cô phạt đứng hết nguyên tiết. Bây giờ thấy hai cái chân nó nhức nhức rồi. Cái chân bị tê luôn. Cách giải thù nó mới được. Trả thù vô ích thôi. Ở tù đó. Trả thù là ở tù đó. Sợ quá à. Bà làm tôi sợ đó mày. Hai tụi bay nghĩ cách giúp tao coi. Không nghĩ cách được đâu. Ở tù bị lạ lây đấy. Ê nhỏ kia. Lại biểu. Lại mấy tỷ tỷ biểu mày. Dạo này mày ngon ha. Mày dám nghe lời con Vi để chống lại tao. Bộ mày tưởng nó có thể bảo vệ được cho mày hả? Thì chuyện này đương nhiên thôi. Thì có bạn mới bảo vệ, thì có bạn tốt vậy bảo vệ chuyện đương nhiên thôi. Tránh bạo lực học đường là phải vậy đó mọi người. Tôi không có. Vậy thì mày chuộc tội đi. Mày nên nhớ, mày không nghe lời tao thì hậu quả như thế nào mày biết rồi đúng không? Đừng có nghe lời em á. Đừng có nghe lời. Nghe lời là khổ lắm. Nghe lời chứ chắc chắn sẽ bị vạ lây thôi. Nói thiệt. Nói kỹ nha mày. Vài nét về tiểu sử và con người của Nam Cao. Nam Cao sinh năm 1917. Ôi. Anh Tuấn Lầy hình như cái mắt kính này anh Tuấn Lầy đang ngủ nè mọi người. 100% là vậy. Và chắc chắn anh Tuấn Lầy đang ngủ. Còn anh Gino chắc chắn là đang kêu Tuấn Lầy chỉ bài. Khả năng tao vậy. Mất năm 1951. Tên khai sinh là Trần Hữu Tri. Sinh trong một gia đình nông dân ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân. Nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt cái tiểu sử của nhà văn Nam Cao ở đây. À, hình như em này bị bắt chép bài. Ra vậy. Ủa vậy, tự nhiên bắt chép bài người khác. Người khác à. Ít nhất nếu các bạn trong trường á, bị các bạn nào bị bắt chép bài thì không nên chép, không nên làm. Làm vậy chắc chắn các bạn sẽ bị vạ lây á nha. Vạ lây theo cái tính cách theo tụi nó đó. Vậy đó nha mọi người. Các bạn không nên làm gì cho tụi nó gây ra đánh nhau hay là gây ra gì hết á. Các bạn cố gắng tự làm bản thân mình rồi được rồi. Nghe theo con tim mình nói. Chứ không được nghe theo lời người khác nói. Mình có tim nhưng mà phải nghe theo bản thân mình. Chứ không phải là nghe theo lời của người khác dụ dỗ. Vậy á mọi người. Để các em dễ nắm nha. Cổ tay bị liệt hay gì? Con nhỏ này mày. Chuyện gì ông mau vậy? Cô ơi, cô coi nè, tự nhiên em đang viết bài mà bạn Vi chọi tập làm tập em bị bung nó hết trơn luôn rồi nè cô. Dạ thưa cô. Tại vì bạn May bắt bạn Tâm chép bài giùm
nên em chỉ trả lại tập cho Mai thôi cô. Có đúng như vậy không? Dạ không có. Có chuyện đó không Tâm? Dạ. Dạ không có ạ. Rõ ràng là có mà cô. Sao chị Vê không dùng thiết bị gì để có thể gắn trên, không dùng thiết bị quay lén gì có thể gắn trên túi để có thể làm bằng chứng cho giáo viên biết. Làm vậy mới có khả năng cao rồi lật mặt được cái con nhỏ giang hồ kia chứ. Đó mọi người. Nếu mà cô không tin á thì cô có thể lấy tập bạn Mai kiểm tra, chữ trong đó chắc chắn là của bạn Tâm. Cô, không có đâu cô, em đợi nè em làm mấy cái đó. Đưa tập cho cô. Dạ thôi cô. Đưa đây. Không có. Thôi mà cô. Đưa đây. Không có. Cô. Đây đúng là nét chữ của bạn Tâm. Tại sao vậy Mai? Em bị dụ dỗ mà. Em nghĩ em cũng đâu có làm gì sai đâu cô. Tại cô không biết thôi. Cái này bạn Tâm tự nguyện mà. Bạn tự nguyện chép bài cho em có trả công cho bạn. Tại vì bạn nó nhà nghèo lắm cô ơi. Cô không biết thôi. Ba đừng, nó đừng có ba xạo. Người ta nhà nghèo nhưng mà người ta có tài. Nhưng mà nhỏ này gian tị á mọi người. Mình chắc chắn là gian tị. Vậy là vậy đó. Cô còn mẹ nó hả? Còn đang hả? Phụ bếp cho gia đình em nữa. Em là đang tạo công ăn việc làm cho bạn đó cô. Rõ ràng là ức hiếp người ta mà còn chói nữa. Đúng là không có liêm sỉ. Ôi, trời ơi trời, ỷ có tiền sỉ nhục người khác hết trời. Trời ơi, bởi người ta nói giàu tiền giàu bạc mà nghèo nhân cách thì bức. Đúng đó bà. Luật nhân quả không chịu một ai. Đúng rồi đó. Luật nhân quả không chịu một ai. Ghê, anh Gino đúng là ghê thiệt. Ghê 100%. Cho 10 điểm cái phim này. Quá hài hước, quá tuyệt vời. Các bạn muốn xem, nên xem. Vậy mới là hay. Ok, rồi tiếp nào. Trời đó biên lạ. Em ỷ gia đình mình khá giả, rồi nghĩ luôn mình có cái quyền bắt nạt chèn ép bạn bè như vậy là không đúng. Còn nữa, đang trong giờ học, không tập trung nghe giảng, cũng không lo chép bài giống như mấy bạn. Bạn May sẽ bị chép phạt 10 lần bài học hôm nay. Ổ chưa? Đây là cái giá của sự giàu có khoe khoang đấy. Thôi cô tha cho em lần này thôi mà cô. Ngày mai em nộp bản chép phạt có chữ ký phụ huynh cho cô. Thôi. Nếu không mời phụ huynh lên gặp cô. Cô tha cho em. Không có nói nhiều nữa. Cả lớp học bài. À, còn bạn Vi, từ nay có chuyện gì cũng phải nói trước với cô. Không có tự ý động tay động chân vậy nghe chưa? Dạ. Đây, đúng là lớp trưởng tuyệt vời. lớp trưởng về quá tuyệt vời ở mặt trời luôn. Về xinh đẹp, một tài giỏi. Ui, đi về, đi về. Tốt bụng xong lắm thế này. Ê, trà sữa không em? Tuấn Lầy, khổ thân anh Tuấn Lầy. Đúng là con trai cưng của mẹ, thích cắn kẹo, thích chơi. Thì ra anh Tuấn Lại, anh Di Vui là bạn thân của chị Vê Vê. À, bạn thân với nhau. Thấy chị Vê Vê là bạn thân với nhau. Hay quá luôn. Ngay từ đầu đã có ý định, ngay từ đầu đã có thỏa thuận vậy rồi. Thì ra hai bạn này có quen Vê Vê ngay từ đầu. Thì ra là vậy. Ba mẹ gọi có mặt riêng bạn bè nói là nó không nghe. Quá chuẩn chỉ. Có một sự thật ở đây là tiền không có thể mua được. Đó là sự nghèo khó. Trời, tưởng gì? Hôm nay tôi bao. Quá chuẩn lượng bao ghê. Ê bà, quá chuẩn lượng. Tôi bây giờ đang ngồi cương vị mới rồi. Đó, so với tôi của 2-3 phút trước là đúng là một sự nhảy vọt. Hay. Sao nói nhiều quá vậy? Cuối cùng có đi không? Đi. Tôi khùng. Đúng chuẩn khùng. Bây giờ chị về đi đâu đăng nữa. Kỳ vậy, chị VV có giỏi vậy sao không cạp, sao không dùng tay che cản lại chứ? Mà thường mình có lần mình khi còn ở trong chữa mọi người, mình cũng hay bị bắt nạt ngày xưa. Thấy nó đổ nước vậy mình có thể cản lại được. Vậy đó mọi người, thậm chí trong người mình cũng có camera kết nối nữa.
cho nên nhiều người biết cách nói nữa để mình có thể ghi hình lại những hành động của tụi nó vậy đó mọi người. Hồi xưa mình chuyên gia vậy đó, ba mẹ mình bắt mình làm vậy để có thể lật mặt cái tọ bọn học sinh gây ra bắt nạt và lại đánh nhau vậy đó mọi người. Ăn lại vậy mày mới ăn có thể ăn được chứ. Tưởng ai, hóa ra là bạn May giàu sang xinh đẹp. Kiếm tao có chuyện gì? Thì ra là mày cũng biết tao giàu sang xinh đẹp hả? Giàu sang xinh đẹp mà. Vậy sao mày cứ thích xen vô chuyện của tao hoài vậy? Nè, tao đâu có xen vô chuyện của mày. Tao chỉ là đang bảo vệ bạn bè trong lớp thôi. Cái đám chuẩn chỉ luôn à con dây. Bảo vệ cái gì? Xạo xạo, mày chỉ đang thể hiện với tụi nó thôi. Thể hiện đâu? Cũng được. Thể hiện đâu? Ra giá lại là cũng ráng đá là một học sinh tốt bụng chín chắn thôi rồi đó. Ra giá vậy mà mới là ra giá học sinh. Cứ việc bắt nạt bạn bè, gây ra đánh nhau chỉ có cửa là làm giang hồ thôi chứ là học sinh đéo gì nữa. Vậy đó mọi người. Nếu thích làm học sinh thì cứ việc là tập trung vô học. Không được bắt nạt bạn bè, không được lo ra. Không, vậy đó mọi người. Vậy mới là học sinh chín chắn. Nếu muốn thích làm nhân hồi, cứ việc đánh nhau đi. Ảnh hưởng tương lai đến gia đình sau này, hối hận cả đời. Rồi đó mà chờ tới ngày nhập tù phát là khỏi có đường trốn chạy đâu. Vậy đó. Tao không quan tâm. Nhưng nếu mà mày vẫn thích bắt nạt bạn bè trong lớp thì tao vẫn còn thích thể hiện đó. Quá dữ luôn. Lớp học đúng là lớp trưởng có khác. Ra ngoài trường mày mạnh miệng được cỡ nào? 5 giờ chiều nay hẻm bên hông trường tao đợi mày đó. Đánh nhau à? Sao? Thôi chị bên ba ơi, đừng có đánh nhau. Đánh nhau khổ lắm. Thôi về đi luôn đi. Nói một phát mình thấy mất sắc luôn. Ê May. Gì? Bộ mày định đánh thiệt luôn á hả? Bộ mày tưởng tao chỉ biết nói thôi hả? Được rồi đi. Thôi đừng đánh nhau nha, đừng đánh nhau nha. Đánh nhau khổ lắm. Rồi sao? Giờ tụi mày muốn gì? 3 chọi 1, không chột cũng què. Giờ mày chọn đi. 1 là bị què, 2 là từ chức. À, hóa được ra kẻ chuyên bắt nạt người khác cũng có đam mê làm lớp trưởng nữa hả ta? Ồ ghê. Không làm, chọn cái gì hết. Làm giang hồ mà cũng đòi làm lớp trưởng à? Nghe có vẻ hay đó. Nói thiệt, chắc chắn khả năng tao gây rối trật tự công cộng ở trong trường. Làm lớp trưởng đây là làm loạn cái trường. Giang hồ mà làm lớp trưởng chắc chắn làm loạn cái trường luôn. Nói thiệt, nó thiệt á. Hết thì làm sao? Quá dữ luôn. Mày ác. Tao cho mày 5 chai. Mày từ chức rồi đưa tao lên. Không. 5 chai. 5 chai. Ghê. Không thì không dám đánh. Thôi vậy là không giang hồ rồi. Không dám đánh luôn. Quà chuẩn chỉ. Mê tiền rồi, con mắt sáng trưng luôn kìa. Mê rồi. Tới 5 triệu lần đó, muốn lấy lắm đúng không? Không cần, không thèm. Mày nghĩ là tao cần tiền của mày lắm hả? Quá dữ luôn, không mê tiền, không. Chắc chắn. Không mê tiền luôn, ghê thiệt. Khác nữa, mà tính tao thì rất hay ngứa mắt. Ngứa mắt? Quá chuẩn chị, ngứa mắt vậy cũng tốt. Được thôi. Đúng là cái thứ không biết thức thời. Mày chọn thì mày chịu đó nha. À thì ra mày chọn cái chết. Ai tụi mày? Đánh nó cho tao. Con thì đánh. Lên đánh nó đi. Lẹ lên. Ồ có vỏ luôn, ghê thiệt. Có vỏ luôn, ghê thiệt. Chị VV đúng là tài. Mày biết võ hả? Ý chứ sao không? Vậy không mới là... Đi tụi bay. Vậy mới là võ sĩ đạo chứ. Từ nay về sau nhớ chừa như mấy đứa kia.
Quá chuẩn chỉ luôn. Mày làm cái gì vậy? Cười gì? Bộ mày đang chọc điên tao hả? Ỷ làm lớp trưởng rồi cũng xen vô chuyện. Chính là ai đây không phải hồi vừa rồi, chính là giấc mơ rồi chứ không phải thiệt mọi người à. Điều này là chính là giấc mơ không phải thiệt. Ôi giời ơi, khổ quá chị Vy vậy. Để tao coi ngày hôm nay còn có ai cứu được mày nữa hay không. Quay được chưa? Nét căng, âm thanh cực chuẩn. Âm thanh cực chuẩn như phim chiếu rạp luôn, ghê thiệt. Tụi mày đang làm cái gì vậy? Nãy giờ tụi tao đã quay lại hết và gửi cho cô chủ nhiệm. Quay vlog để có thể làm bằng chứng cho cô chủ nhiệm xem. Chắc chắn con nhỏ mập kia bị khả năng cao bị kêu phụ huynh tới đây. Khả năng cao là vậy. Khả năng là vậy đó mọi người. Rồi. Tính livestream á mà sợ hot quá. Ôi, làm vlog theo dạng livestream thì hơi cực. Thôi chuẩn bị học cái nha. Nhỏ mập kia bà rồi. Bà cũng gan dạ thiệt đó. Ôi, giờ học thì chơi game mấy hai ông. Hai ông này tự nhiên đang học thì chơi game mà. Sướng vậy. Mấy ông này sướng vậy đấy. Mình thôi á mà dám đứng lên chống lại đá. Hồi xưa mọi người, mình cũng muốn mang điện thoại theo lắm nhưng mà không có dám mang theo. Vậy là ba mẹ mình không cho mang, bởi vì sợ mất đó thôi. Cấp 3 cũng vậy nữa, mình cũng không dám mang nữa. Vậy đó mọi người. Đám con mày rồi. Tôi á là tôi cũng ghét cái đám đó từ lâu rồi. Chẳng qua là chưa có cơ hội để mình thể hiện ra thôi. Thể hiện ghê, thể hiện quá. Gặp tụi nó thể hiện nha. Chích từ bảy bà cũng được đâu á. Mà tôi nghĩ là sớm muộn gì cái đám nó cũng kiếm chuyện với bà thôi, chứ nó không có để bà yên đâu. Chắc chắn là sẽ kiếm chuyện tiếp. Cái con nhỏ mập đó, nhỏ mập mai đó, chắc chắn mình sẽ kiếm chuyện tiếp với chị VV. VV đây nè, chắc chắn tính cách nó sẽ không thay đổi đâu. Mình cái chắc chắn là vậy. Phim này đúng chuẩn hay luôn rồi, các bạn nên xem đi nha. Phim hay, gái đẹp, trai xinh, nên coi thì tốt hơn. Vậy đó mọi người. Bởi vậy tôi mới cần bà giúp. Quá chuẩn luôn. Tiêu rồi, mẹ tôi biết được, đánh tôi chết. Chết rồi, có khi nào tôi bị mời phụ huynh không? Thôi xong nhỏ mặt mai này rồi. Chuẩn bị mời phụ huynh rồi. Khổ quá. Ai kêu dây ra đạo được học trường trong trường làm chi? Các em nó khổ này. Trời, các em à, ba mẹ các em cho tiền ăn học là để tụ tập đánh nhau vậy hả? Cô ơi, oan cho tụi em quá à. Tụi nó gài bẫy em á cô. Quan cái gì? Cái clip rành rành đó rồi quan cái gì? Đúng rồi, clip rành rành lắm luôn á. HD, phim HD không che. Quá chuẩn chỉ như phim chiếu rạp. Vậy đó. Mắt chứng kiến đây, không đây nào bằng mà cãi được. Nói thiệt. Em còn chối hả mày? Em xin lỗi cô, tha cho em lần này đi cô. Cô ơi, cô tha cho tụi em đi cô. Tụi em không dám nữa đâu. Thôi, không, mình cá chắc chắn là không có tha đâu. Cái tính nết vậy nè, chắc chắn là không có tha được mà. Chắc chắn cô là vậy. Cô đừng mời phụ huynh tụi em nha cô. Không được. Ngay bây giờ, cả ba em ngồi đây viết bản kiểm điểm cho tôi. Biết. Đợi phụ huynh lên rồi giải quyết. Biết ngay mà. Mình khá chắc chắn là không Ôi, thể nào rồi. Tha thứ được. Không những không được điện thoại mới mà còn bị cắt hết tiền tiêu vặt luôn cho coi. Còn Vy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Không tha, đúng chuẩn không tha luôn. Cứ việc làm tiếp đi là có ngày lớn lên qua 18 tuổi rồi ở tù là sướng, là trong tù ăn cơm nhà nước là sướng lắm. Quá chuẩn chỉ luôn, nghe nhức tai. Hổ cho chị VV nghe nhức tai. Đúng là ta, đúng là chửi mình hết ta. Kệ đi. Ê, bé thằng kia. Trời ơi, giờ học không lo học chơi game làm sao? Đang sướng mà chị, phải chơi game một chút cho thư giãn đầu óc chứ chị. Tôi mét cô bây giờ đó. Cái chân đang chuẩn bị ôn thi nên mới vậy thôi.
đây? Ai đây? Có gì mới à? Hay vậy? Nhìn mặt ông này mình thấy giống anh Piêu Piêu quá mọi người. Bà mày biết ông này là ai không? Bạn nào biết thì để lại bình luận cho mình biết nha. Cứ để lại bình luận mà biết gì đó đi. Ok. Mặt giống Piêu Piêu ghê. Ok, thì mình thấy phim này cũng khá là hay. Thì phim này thì luôn mình có cảm giác như là luôn nhắc nhở chúng ta là không nên bắt nạt, không nên gây ra bạo lực học đường trong trường, không nên làm ép người khác trở thành nô lệ của bản thân mình. Nó bắt dạng là phim này nó muốn mình nghe theo lời con tim mình đó, chứ không phải là nghe theo lời của người khác một cách vô ý thức gì vậy. Nghe theo lời cách vô ý thức thì vậy chắc chắn mình sẽ mất tự do hơn. Cho nên các bạn cũng không nên gây ra bạo lực học đường nha. Các bạn muốn xem gây ra bạo lực học đường, không bắt nạt bạn bè, tập trung lo học được rồi. Làm vậy mới xứng đáng là học sinh chân thật và chính chắn. Vậy đó mọi người. Ok, thì mình thấy phim này cũng khá là hay, khá là hấp dẫn. Các bạn thì cũng nên xem đi, sẽ chắc chắn sẽ vui hơn rất là nhiều. Chị nha mọi người. Hy vọng trong tương lai chị VV sẽ ra tập 2 mới hơn để mình có thể reaction một cách hay hơn vậy đó. Ok. Vậy đó nha mọi người. Ok, clip của mình thì tới đây thôi. Nếu các bạn thích video này của mình, cho mình cái like, share, subscribe bên YouTube và cho mình có follow bên Nemo và Facebook nha. Hẹn mọi người những buổi livestream của mình vào thứ 6 tuần sau nha. Ok, chờ ai nữa. Ok, đến đây thôi. Bye bye.